Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ hai, ngày đầu tuần, ngày 4 tháng 3 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy từ lâu đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều bệnh nhân ung thư trong khắp các tỉnh thành trong cả nước. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân đến đăng ký hỗ trợ khám và điều trị bệnh tại đây ngày một tăng cao, gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động của phòng khám. Theo thống kê, trung bình mỗi ngày phòng khám tiếp nhận từ 5 đến 10 bệnh nhân, gấp đôi so với số lượng bệnh nhân thời gian trước đây. Điều này khiến cho thời gian chờ đợi hỗ trợ khám bệnh kéo dài, gây mệt mỏi và bất tiện cho bệnh nhân. Với số lượng bệnh nhân tăng cao, hệ thống hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư của phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy gặp rất nhiều khó khăn. Các thầy và cộng sự phải làm việc liên tục với cường độ cao, dẫn đến tình trạng kiệt sức và ảnh hưởng đến chất lượng hỗ trợ khám chữa bệnh. Việc hỗ trợ chi trả cho nhân viên nước tinh khiết, gạo tím, thảo mộc và các trang thiết bị y tế ngày càng tăng, khiến cho gánh nặng tài chính của phòng khám ngày một nặng nề. Nguồn kinh phí hoạt động của phòng khám chủ yếu đến từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, nhưng số tiền này không đủ để trang trải cho tất cả các chi phí hiện tại. Để giải quyết tình trạng quá tải tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư miễn phí, cần có sự chung tay của cả cộng đồng. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, ung thư là căn bệnh hiểm nghèo đang cướp đi sinh mạng của hàng triệu người trên thế giới mỗi năm. Tại Việt Nam, ung thư cũng là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu. Với mong muốn giúp đỡ những bệnh nhân ung thư, nhất là bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy đã thực hiện lời căn dặn của nhà nghiên cứu Cha Pêrô Nguyễn Văn Tường trước lúc người về với Chúa. Các thầy là học trò xuất sắc của cha đã tiếp tục duy trì phòng khám chữa ung thư miễn phí. Phòng khám sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khám chữa bệnh, tư vấn cách giữ gìn phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư, đặc biệt là những bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Để duy trì hoạt động của phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, Thành Võ xin thay mặt các thầy xin kêu gọi cần có sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước sẽ được sử dụng để mua gạo tím, thảo mộc, sản xuất nước tinh khiết, vật tư y tế, chi trả chi phí hỗ trợ khám chữa bệnh, duy trì các hoạt động của phòng khám, giúp đỡ phòng khám trong việc tuyên truyền vận động ủng hộ. Mọi sự đóng góp của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước dù nhỏ bé cũng sẽ góp phần giúp đỡ cho những bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Cách thức đóng góp: quyên góp trực tiếp tại phòng khám hoặc liên hệ số điện thoại hotline của phòng khám 0345 99 2021, gặp thầy Nguyễn Tấn Thanh, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường yêu thương cho không và các thầy. Mọi sự đóng góp của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước là niềm hy vọng sống cho những bệnh nhân ung thư. Cùng chung tay giúp đỡ những bệnh nhân ung thư vì một cộng đồng khỏe mạnh và nhân văn. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và đóng góp của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, ngày mai 5 tháng 3 năm 2024, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy tổ chức lễ cho 4 bệnh nhân hoàn thành phác đồ đạt kết quả cao. Đây là 4 bệnh nhân ung thư được cứu sống, là minh chứng cho sự nỗ lực của phòng khám trong việc hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, là những người có hoàn cảnh khó khăn chống lại căn bệnh hiểm nghèo này. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy khẳng định với những bệnh nhân ung thư chi phí điều trị luôn là gánh nặng vô cùng to lớn. Nhiều người vì không đủ khả năng chi trả mà phải đành bỏ cuộc giữa chừng, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Hiểu được điều đó, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư miễn phí đã ra đời như một ánh sáng hy vọng cho những bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, bệnh nhân được hỗ trợ điều trị ung thư hoàn toàn miễn phí bởi đội ngũ y sĩ giàu kinh nghiệm và tận tâm. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy vinh dự được chia sẻ những câu chuyện về 4 ca bệnh ung thư được cứu sống thành công.
Điển hình là bệnh nhân Phạm Văn Biên quê ở Ninh Bình phát hiện ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Do không có khả năng chi trả chi phí điều trị, bệnh nhân đã gần như tuyệt vọng. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, bệnh nhân đã được điều trị tích cực và có thể tiếp tục sống khỏe mạnh bên gia đình. Trước tiên, con cũng cảm ơn Chúa, Mẹ Maria, Chúa Cha Chúa Xe, cảm ơn Cha Phêrô, Quý Văn Tường Thánh Kính, cảm ơn các thầy. Con là Phạm Văn Biên, mã số 670, con đến từ Ninh Bình. Con đến đây để cha và các thầy hỗ trợ điều trị 150 ngày. Sau một thời gian được cha và các thầy quan tâm chăm sóc hỗ trợ nhiệt tình, hiện nay con đã được tất cả mọi chỉ số đã trở về bình thường. Con rất cảm ơn, rất cảm ơn cha và các quý thầy, tất cả những người trong phòng khám. Hai nữa, con xin cảm ơn các bậc chính quyền địa phương, gia đình Kim, ấp Trà Và, trường lớn. Và cảm ơn nhất là các mạnh thường quân trong ngoài nước, cũng nhờ các mạnh thường quân trong ngoài nước mở rộng nắm tấm lòng và hỗ trợ cha các quý thầy. Hiện nay chúng con đã có một cái cơ ngơi để các thầy hỗ trợ điều trị cho tất cả các bệnh nhân. Xin hết lòng cảm ơn và xin Chúa ban ơn lành ưu đãi cái gia đình các quý vị. Xin các mạnh thường quân trong và ngoài nước luôn mở rộng tấm lòng và luôn ủng hộ các thầy để có những cơ sở vật chất rất tốt để lo cho bệnh nhân. Xin hết lòng cảm ơn. Xin cảm ơn đến tất cả những các thầy và quý mọi người phục vụ trong phòng khám và gửi đến tất cả những bệnh nhân cũ và mới. Anh luôn luôn tin tưởng vào phong độ của cha, tin tưởng giữ gìn giữ phong độ của cha, tuyệt đối giữ cái phong độ của cha. Tất cả mọi người sẽ được lành bệnh. Thực ra con xin nói sơ qua về cái hành trình được cha và các thầy chữa. Con phát hiện ra bệnh năm nửa năm 2016, sau 7 năm kiên trì hóa chất xạ hóa xạ trị tại Hà Nội, tất cả bệnh viện lớn, nhưng mà cuối cùng cũng không có kết quả tốt. Đến nửa năm 2023, thì bác sĩ ở bệnh viện Trung ương cho biết không, hiện tại không có phác đồ điều trị. Một cơ duyên là Chúa soi sáng thì con gặp được cha và con có điện thoại cho cha, thế là cha bắt máy, cha bảo thì con cứ vào, con lên đường vào đi luôn. Con vào đến gặp cha vào ngày mùng 3 tháng 10 2023. Thế là sau một thời gian là cha nghiên cứu, cha hỗ trợ giúp đỡ, rồi là đến khi cha mất, thực ra bệnh nhân chúng con thời gian đấy rất là lao đao, nhưng mà con rất là tin tưởng và cái quý thầy và tin tưởng ở trên, cũng nhờ cái quý thầy cố gắng ở trên soi sáng, rồi nhờ các mạnh thường quân trong ngoài nước ân nhân hỗ trợ giúp đỡ cho các thầy. Hiện tại bây giờ các thầy đã có những cái cơ sở vật chất rất là khang trang sạch đẹp để giúp đỡ con xin hết lòng cảm ơn. Nhưng không biết nói gì, nguyện xin ơn trên đổ tràn đầy ơn Chúa xuống, ơn lành xuống cho gia đình các quý ân nhân mạnh thường quân trong ngoài nước, và cũng gửi đến tất cả những bệnh nhân để cố gắng bằng niềm tin. Con tin rằng để cố gắng và quyết tâm và tin xin sẽ được. Thì con đây thật sự mà nói, không bao giờ con dám nghĩ là mình được tái sinh lại một lần nữa, mà cơ duyên gặp cha, con rất cảm ơn cha, đối với cha rất nhiều. Mong cha ở trên thiên quốc, ở bên Chúa luôn phù hộ cho các thầy, phù hộ cho tất cả các mạnh thường quân, gia đình mạnh thường quân, phù hộ cho tất cả gia đình bệnh nhân, người nuôi, luôn luôn cố gắng. Con
xin kính chúc tất cả mọi ơn lành kính chúc tất cả những người ở tại phòng khám nơi đây. Xin cảm ơn. Anh biên ngay cho em hỏi. Vậy thì anh có thể kể cái bệnh của anh là bệnh gì, ban đầu á nó triệu chứng như thế nào, và trị ở đâu? Dạ. Đầu tiên khoảng tháng 5 2016 thì tự nhiên nó có một số cái hạch nó mọc lên ở khu vực quanh cổ và mang tai. Thế là gia đình cũng cho lên bệnh viện Trung ương Bạch Mai để kiểm tra. Nói là đã là bệnh hạch di căn, ta là ta chính thì ca hồ vòm hạch di căn sang ra đoạn 4. Bắt đầu các bác sĩ cho đi xạ trị hóa chất 7 năm liên tục 52 mũi, tổng thể là 52 mũi hóa chất và 55 mũi xạ, nhưng cuối cùng là về tây y cũng không tiếp được. Nói chung đến nửa năm 2023 là các bác sĩ nói là hiện tại không còn phác đồ điều trị, cho về để chờ có cơ hội. Thật sự rất là cảm ơn cha, đội ơn cha rất nhiều. Nhờ cha mà con có một cuộc sống như ngày hôm nay, quay trở về với một trạng thái rất là bình yên, vui vẻ. Tất cảm tạ ơn cha, tạ ơn các thầy. Vậy thì qua quá trình mà trị bệnh ở đây á, anh Biên cảm thấy các thầy ở đây á, là chăm sóc như thế nào đối với bệnh nhân? Dạ. Thực ra thì con rất là may mắn đến đây khi cha còn sống. Cha và rồi sau này đến cha mất đi, rồi đến các thầy, từ cha và các thầy luôn yêu thương bệnh nhân cho không hoàn toàn, giúp đỡ từ những cái nhỏ nhất trong tầm khả năng. Thật sự nó cũng không, con nghĩ là cũng không có chỗ nào là làm được cái việc như này. Thì con năm nay cũng 50 tuổi, cũng đi nhiều mà chưa bao giờ thấy cũng những cái chương trình bác ái thiện nguyện yêu thương cho không như cha này, con chưa thấy có. Rất là cảm ơn, rất là may mắn được hưởng cái hồng phúc này. Xin tất cả mọi người hãy yên tâm và cố gắng, tuyệt đối tin tưởng vào cái phác đồ của cha, tất cả mọi người sẽ thành công. Cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn anh. Rồi chúc anh về đoàn tụ gia đình, có cuộc sống mới. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Xin mong tất cả mọi người dù sớm dù muộn cuối cùng sẽ được một kết quả tốt như con hiện tại. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chị có thể cho biết họ tên với từ đâu đến không chị? Dạ, em là Trần Thị Ngọc Thu, em đến từ thành phố Tây Ninh. Thưa chị thì chị có thể kể cho em biết từ khi phát bệnh là triệu chứng như thế nào, đi khám bệnh ở đâu, rồi bên bệnh viện họ kêu mình tư vấn mình trị sao? Dạ, hồi trước kia cách đây 2 năm em đi lấy sinh khiết ở bệnh viện Ung Bú. Xong mình ta nói em là bị bú ung thư hạch di căn. Xong rồi em đi về em uống thuốc nam. Tới bây giờ là đã 2 năm. Thì hôm mùng 4 Tết này nó phát lên là nó sưng đỏ lên rồi nó nhức. Rồi em chạy xuống đây thì em đối thuốc nay được 10 ngày. Thì nó không còn sưng đau nhức nữa. Là nó trở lại bình thường. Cái hoàn cảnh chị có khó khăn gì không? Dạ, trước kia thì không có khó khăn. Nhưng từ lúc em bệnh đến giờ thì rất là khó khăn. Tiền bạc thì giờ không còn mà nợ nần thì tứ tung. Cụ thể hơn bây giờ là mình lấy tiền đâu mình chữa bệnh? Dạ giờ là mượn không. Giờ mượn người nọ người kia, chị em hoặc là chồng sớm. Sao mà chị biết nơi này cái này? Dạ em theo dõi trên đài á, lúc cha còn sống lận. Nhưng mà em đi không kịp thì cha mất rồi. Chị xuống đây là cha mất rồi. Dạ. Em biết cha mất nhưng em cũng quyết tâm em xuống. Tại lúc đó em có nghe cha nói là sau này cha mất còn những người tiếp nối theo cha là còn hay hơn cha nữa. Cho nên em rất là hy vọng để xuống đây trị cho hết bệnh. Rồi sự thật cha nói có đúng không? Dạ tại em hy vọng là đúng. Thì qua hôm thầy trị bệnh đó thì thấy cái thầy sao? Dạ thì thầy rất là ân cần chăm sóc và theo dõi cái bệnh của em. Rồi mình có tin tưởng tuyệt đối không? Dạ em tin tưởng.
Rồi nói tóm lại là sức khỏe đến điểm này thì như thế nào ạ? Dạ, sức khỏe em thì nay bình thường, tại mấy bữa em xuống thì em bị chóng mặt, chóng váng nhiều lắm. Nhưng mà hai bữa nay thì nó hết chóng mặt rồi. Ăn uống được không? Dạ, ăn uống bình thường. Con ở khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Thank you.
Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường Đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi Cầu Ngang, Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo, sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp, nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.